Hãy xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV nha. Hôm nay mình chia sẻ món chân gà nấu ruột. Chỉ cần vài cái nguyên liệu cơ bản và cách nấu cũng rất đơn giản là mình có được một cái món chân gà ngon, thấm mềm nè, thơm gia vị, ăn lạ miệng rất là tuyệt vời. Món này mình có thể làm một dĩa rồi lai rai ly bia cùng anh em chiến hữu bạn bè dịp cuối tuần, hoặc là mình làm dùng để ăn với cơm cũng rất là ngon luôn các bạn. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn xem chi tiết cách làm nha. Ở đây là những cái thành phần nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có nè. Mình có mua cái chân gà công nghiệp, như đây là 1 kg nha. Chân gà này thì vẫn còn tươi mới. Mình mua về rồi cũng đã cắt bỏ cái phần móng ở bên cái ngón chân của gà đó các bạn. Thêm một cái dừa tươi nè. Mình lựa mua cái dừa mà có cơm dày, vỏ già như vậy để cho nó ngọt nước nha. Gia vị gồm có thêm một cái chanh nè. Thêm một cái nhánh gừng. Hành tím nè. Tỏi. Ớt xiêm xanh nè. Có 2 cây sả nè và ít cái gốc hành lá. Rượu trắng nè, mình chuẩn bị khoảng chừng nửa chén nhỏ. Thêm muối chừng khoảng 2 muỗng canh. Đó, cơ bản cái nguyên liệu chính của mình cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ cách làm chi tiết như thế nào, mình xin mời các bạn hãy tiếp tục xem nữa nha. Đầu tiên mình lấy cái chân gà cho qua cái thau để mình đem đi sơ chế nè. Mình sẽ cho muối vô chừng 2 muỗng canh. Rượu trắng nè, mình chuẩn bị nửa chén nhỏ cho hết vô. Và mình cắt cái chanh, cắt lát như vậy, mình vắt hết vô luôn nha các bạn. Rồi cái mình sẽ xả nước sắp sắp như vậy nè. Sau đó mình sẽ xoa trộn đều lên, xoa bóp cho nó sạch. Mình lấy cái vỏ chanh á, mình chà từng cái ngón chân của cái chân gà luôn nha. Đó, chà bên trong, bên ngoài, dưới cái lòng bàn chân nữa nè. Đó, sau đó mình tiếp tục mình xoa bóp nhào như vậy nè. Bỏ cái phần nước dơ này luôn. Rồi tiếp tục mình xả thêm một nước nữa. Xoa bóp đều. Đó, thì cái chân gà công nghiệp mình mua về rồi, mình cũng đã cắt bỏ cái phần móng rồi đó các bạn. Đó, tiếp tục mình xả thêm một nước nữa, mình rửa lại nữa cho nó được sạch. Thì mình cứ rửa sao mà mình thấy cái nước ở bên trong nó trong lại là được nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã sơ chế rửa xong cái phần chân gà rồi đó. Đó, tiếp đến mình lấy hành tím ra nè, khoảng chừng 4 củ nè, đập dập cho trong cái nồi nước 2 lít nè. Gừng mình lấy một nửa đập dập luôn. Rồi cho vô cái nồi nước luôn. Sả mình lấy ra một cây đập dập. Sau đó mình sẽ cắt khúc luôn. Cho vô. Rồi cái mình nêm vô đây một muỗng cà phê muối nè. Mình sẽ cho chân gà vô, mình trộn nha các bạn. Mình cho hết vô. Đó, mình để lửa lớn lên cho nó sôi. Rồi cái chân gà mình đã trộn như vậy, sôi được khoảng 3 phút rồi. Bây giờ mình vớt ra, cho qua mà cái thau nước mình đã chuẩn bị trước nè. Rồi cái bây giờ mình đem mình xả lại một nước nữa, rồi cái mình đem đi nấu nha. Hành lá nè, mình đem ra mình sẽ cắt đoạn khoảng chừng 3 cm nha các bạn. Xả còn lại một cây mình đem ra đập dập, sau đó mình cũng sẽ cắt cái đoạn dài nha. Gừng còn lại khoảng chừng 20g nè, mình đập dập hết luôn. Hành tím nữa nè, cũng khoảng chừng 30g mình đem ra đập dập luôn. Tỏi nè, khoảng chừng 40g mình đem ra đập dập hết nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã sơ chế xong các cái gia vị để mình nấu kèm rồi đó. Bây giờ mình bắt cái nồi lên nè, mình cho vô đây là một muỗng canh đường cát trắng nè. Và cái mình sẽ bật lửa vừa vừa, mình sẽ thắng cho nó ra cái nước màu nha các bạn. Đó, lúc này mình sẽ canh lửa vừa nè, mình thắng như vậy để cho nó lên cái màu nâu cánh gián là được nha, để tạo cho cái màu cho nó hấp dẫn. Như vậy được rồi, cái mình cho cái chân gà vô. Đó, cho vô xong rồi cái mình sẽ đảo nhẹ 1-2 lượt như vậy để cho nó áo một cái lớp màu lên. Rồi đảo xong rồi cái mình sẽ cho cái nước dừa vô luôn nha. Đó, mình khui cái dừa mình cho hết vô. Mình cho vô đây thêm nước nè, khoảng chừng 2 cái chén cơm đó các bạn. 2 chén nè. Thì mình sẽ canh cái lượng nước và cái nước dừa nó vừa ngập với cái chân gà như vậy là được nè. Để khi mình nấu xong rồi nó cạn xuống nữa là vừa nha. Đó, lúc này mình sẽ nêm cái gia vị vô nè. Tỏi nè, hành nè, gừng nè, sả đập dập lúc nãy các bạn. Cho hết vô luôn nha. Rồi nước mắm nè, mình cho vô đây thêm là 2 muỗng canh nha. Nêm hạt nêm nè, một nửa muỗng canh. Dầu hào, mình cho một muỗng canh đầy luôn nè. Thêm ớt xiêm xanh đó các bạn, mình cho vô để cho nó thơm nha. Thêm nửa muỗng cà phê tiêu vô cho nó thơm nữa nè.
Đó, mình chỉ cần nêm các cái gia vị nguyên liệu cơ bản như vậy là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho nó cạn nước xuống để chân gà nó mềm rụt luôn nha các bạn. Đó, nếu như mình không thích nấu đục á, mình cho chừng một cái dừa vô mình nấu, mình khỏi cần phải thêm nước nha. Rồi cái bây giờ mình đậy nắp lại nè, mình sẽ canh thời gian mình nấu chừng 30 phút trên lửa vừa vừa nha các bạn, để cho chân gà chín mềm luôn nha. Rồi bây giờ mình làm nước mắm nè, cho vô đây là vài tép tỏi, thêm ớt xanh nữa nè, và mình cho vô đây đường trắng nè, nửa muỗng canh, bột ngọt nửa muỗng cà phê nè. Các bạn có thể bỏ qua bột ngọt cũng được nha. Rồi mình sẽ giã nhuyễn cái hỗn hợp này lên. Đó, như vậy là mình đã giã xong rồi nè. Mình sẽ vắt một cái lát chanh vô cho nó có cái độ chua chua nha các bạn. Cái mình nêm nước mắm vô khoảng chừng nửa cái chén nhỏ nhỏ đó. Đó, như vậy là cái chén nước mắm chanh tỏi ớt của mình để ăn kèm xong rồi đó các bạn. Để lát nữa mình nấu xong rồi cái mình chấm như vậy cho nó đậm đà cho nó ngon nha. Rồi quay lại cái nồi chân gà của mình đã nấu được 30 phút rồi đó các bạn. Đó, mình lấy ra cái mùi nước dừa gia vị nó rất là thơm luôn các bạn. Lúc này cái chân gà cũng đã chín mềm rồi nè, cảm giác nó muốn rụt luôn rồi đó. Đó, chân gà công nghiệp thì nó cũng nhanh chín lắm đó các bạn. Rồi cái bây giờ mình sẽ chuẩn bị nêm nếm lại thử nó vừa chưa rồi gia giảm gia vị nha. Mình nếm lại nè. Đó, mình thấy cái nước nó hơi ngọt, cái mình nêm thêm một muỗng cà phê hạt nêm nữa nè, cho nó đậm đà nữa là xong nha. Đó, cái món này mình sẽ nêm đậm vị một chút, nó giống như là cái nước mình kho thịt đó các bạn. Đó, mình để cái nước nó hơi xâm xấp như vậy, để khi ăn mình chan lên cái chân gà cho nó hấp dẫn. Đó, mình có thể nấu keo nước lại cũng được nha. Rồi, cái món ăn của mình cũng đã xong rồi đó các bạn, rồi bây giờ mình chuẩn bị mình dọn ra. Đó, món này cái mình dọn ra cái dĩa nắp lớn như vậy nè, rồi cái mình sẽ cho cái hành lá cắt đoạn này. Sau đó mình sẽ cho cái phần chân gà lên trên nè. Đó, mình sẽ dọn ra ăn nóng nóng cho nó hấp dẫn nha các bạn. Chỉ cần vài cái nguyên liệu cơ bản dễ mua và cũng rất là thông dụng hàng ngày là mình đã có được một cái món chân gà rất là ngon hấp dẫn luôn nè các bạn. Để mình cho thêm ít cái ớt xanh xanh lên nữa cho nó đẹp nha. Đã xong rồi đó, bây giờ mình dọn ra mình ăn thôi. Rồi hôm nay dịp cuối tuần nè, cái mình sẽ làm một cái ly bia lai rai cho nó hấp dẫn nha. Như vậy là mình đã dọn xong hết rồi, bây giờ xin mời các bạn dùng nha. Để mình gấp lên rồi cái mình ăn thử coi nói sao nè. Đó, gấp ra cho ra cái dĩa nè. Rồi cái mình sẽ chan cái phần nước lên nữa nè. Đó, mình chan nó hơi sắp sắp lên như vậy để mình ăn húp húp cho nó hấp dẫn nha. Rồi mình thêm chút xíu nước mắm chanh tỏi ớt lên nữa nè. Rồi xin mời các bạn nha, để mình ăn thử nè. Mình ăn á, cái chân gà nó mềm rụt luôn, mình ăn tan trong miệng rất là tuyệt các bạn. Cái nước dừa ngọt ngọt, thơm gia vị rất là hấp dẫn nè. Mình chấm mình ăn nữa nè. Đó, khi mình ăn á, cái chân gà béo mềm, tan trong miệng luôn các bạn. Đó, gia vị nêm nếm thì vừa ăn nè. Nó mình chấm với nước mắm chanh, tỏi, ớt, đậm đà, chua cay, mặn ngọt. Có cái vị nước dừa rất là hấp dẫn, tuyệt lắm ha các bạn. Mình chấm mình ăn nữa nè. Để mình thêm ly bia, xin mời các bạn nha. Để mình lai rai thử coi nó sao nha. Rất là ngon luôn các bạn. Đó, món này mình nghĩ ăn với cơm nóng, chan cái nước sốt lên sẽ rất là ngon luôn á. Rồi, thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Món này phải nói là lai rai ly bia nó rất là hợp luôn. Để mình thêm ly nữa nè, xin mời các bạn nha.